Theo Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, quý I năm nay ghi nhận những tín hiệu tích cực từ công tác bảo đảm an toàn giao thông khi tình hình tai nạn giao thông giảm sâu trên cả 3 tiêu chí. Từ giữa tháng 12 năm 2019 đến giữa tháng 3 năm 2020, toàn quốc đã xảy ra hơn 3.000 vụ tai nạn giao thông, làm thiệt mạng 1.600 người, bị thương 2.500 người, giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái ở cả 3 tiêu chí. Số vụ tai nạn giao thông giảm 13,88%, số người thiệt mạng giảm 13,77% và số người bị thương giảm trên 18%. Nguyên nhân là do sự bùng phát của đại dịch COVID-19 đã hạn chế việc đi lại của người dân, đồng thời hiệu quả tích cực của Nghị định 100 về tăng mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.